không giao du với phụ huynh đầu đường xó chợ. Trong diễn biến mới, vụ cô giáo xin tiền ủng hộ mua máy tính xảy ra tại trường tiểu học Trương Dương ở phương Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất hiện một đoạn ghi âm dài hơn 4 phút được cho là phát biểu của cô giáo Trương Phương Hạnh là chủ nhiệm lớp 4 trên 3, người bị phản ánh trong một cuộc họp nội bộ của nhà trường. Trong đó cô giáo đã có những lời chia sẻ nặng lời dành cho giáo viên phụ huynh. Đoạn ghi âm thể hiện tiếng của người phụ nữ liên tục la hét, phẫn nộ, quát nạt. Dù được yêu cầu tôn trọng tập thể, nhưng người này vẫn lớn tiếng cho rằng là bản thân không sai, thách thức những người còn lại. Người này nói rằng làm giáo viên chủ nhiệm là làm dâu chăm họ, khi thương thì nói khác, không thương thì lại nói khác. Đoạn ghi âm thể hiện tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi, chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao du. Người phụ nữ tiếp tục quát to trên mặt bằng phương câu kho này toàn dân gì đâu không dân học thức ít lắm họ ăn đằng sóng nói đằng gió sáng gọi điện nói với tôi một kiểu chiều nói giọng khác trở mặt còn hơn cả bánh tráng mỗi người chủ nhiệm người ta có nỗi đau khổ của người ta Cô giáo Trương Phương Hạnh thừa nhận đoạn ghi âm trên được cô nói trong một buổi họp cùng với ban giám hiệu liên tịch trong trường. Khi đó có giáo viên khác chỉ trích về các việc làm của cô, nói năm nào cô cũng bị phụ huynh thưa nhưng không có bằng chứng khiến cô Hạnh càng thêm bức xúc. Trả lời câu hỏi vì sao là một giáo viên lại dùng những lời không hay như đầu đường xó chợ, ít học, trở mặt còn hơn bánh tráng để nói về phụ huynh tại phường cầu kho. Cô Phương Hạnh giải thích mấy hôm đó bản thân cô đang có tâm trạng không tốt. Mặt khác, có phụ huynh khi nói chuyện với cô giáo thì khác, nhưng khi phát biểu tại cuộc họp thì lại nói ngược lại, khiến cô giáo bất ngờ. Cô Trương Phương Hạnh giải bày, tôi quá giận nên mới nói như vậy, nữ giáo viên cũng thừa nhận mình sai khi đã vận động phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính và giữ quỹ cha mẹ học sinh không đúng theo thông tư hướng dẫn của ngành giáo dục cô hạnh nói tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa những ngày qua tôi bị ảnh hưởng tinh thần sức khỏe rất nhiều và cũng mong sự việc sớm được giải quyết sau sự việc nữ giáo viên đã xin lỗi phụ huynh mong họ yên tâm vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh tuy nhiên hiện nhiều phụ huynh vẫn quyết tâm xin chuyển lớp cho con Ông Trần là phụ huynh lớp 4 trên 3 cho biết đã rất sốc khi nghe cô giáo mắng chửi đồng nghiệp cha mẹ học sinh như vậy. Vì thế ông không còn tin tưởng giao con em cho cô giảng dạy. Ông Trần nói mong muốn của nhiều phụ huynh trong lớp là được đổi giáo viên cho con. Tôi cho rằng cô không còn xứng đáng để đứng trên bục giảng. Ông Lê Công Minh là hiệu trưởng nhà trường cho biết về nội dung trong kỳ âm, ông sẽ có thông tin chính thức sau khi vụ việc được làm sáng tỏ. Ông Minh cho hay, ngày hôm nay, ngày 30 tháng 9, nhà trường mới ra quyết định chính thức tạm đình chỉ công tác cô Hạnh. Trường bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp, thời gian tùy thuộc vào quá trình xử lý vụ việc. Ông khẳng định sẽ xử lý nghiêm không bao che. Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức nêu rõ, cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, kiêm khối trưởng khối 4, bị tạm đình chỉ 15 ngày lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét, hướng xử lý kỷ luật. Quyết định ghi, bà Trương Phương Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới. Trong thời gian tạm đình chỉ, bà Hạnh phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình hoặc là cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan. Sáng ngày 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi thông tin nhanh với báo chí về vụ việc giáo viên xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính cá nhân, tức là laptop, xảy ra tại trường Tiểu học Trương Dương gây bức xúc trong thời gian qua. Theo ông Long, lãnh đạo quận 1 đã họp và thống nhất kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm. Việc xử lý sẽ được thực hiện công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương Thống Nhất cử cô giáo Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng nhà trường sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4 trên 3 ngay trong sáng nay. Cô giáo Kim Thoa từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được trao tặng nhiều giấy khen các cấp. Từ chiều ngày 30 tháng 9, cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với nhóm phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4 trên 3. Trước đó, nhà trường dự kiến sẽ bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp để thay thế cho cô Trương Phương Hạnh trong thời gian cô bị đình chỉ công tác. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến gặp gỡ tiếp xúc với cô giáo Hạnh trong tối ngày 30 tháng 9. Ông Long thông tin, Ban giám hiệu trường đã đề nghị cô giáo Trương Phương Hạnh tương trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội và nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Qua vụ việc trên, ông Long cho biết, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã giao cho các đơn vị liên quan cùng phối hợp kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn. Trường phòng giáo dục và đào tạo Võ Cao Long nói, sau sự việc này, thời gian sắp tới, tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự, theo dõi, chia sẻ nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 1 tháng 10, có 36 trên 38 học sinh lớp 4 trên 3 đã đi học trở lại, còn hai bé nghỉ học do bị ốm. Số lượng trên đã tăng rất cao so với ngày 30 tháng 9 khi chỉ có 24 bé đi học nguyên nhân số lượng học sinh nghỉ học nhiều do phụ huynh chưa nhận được thông tin chính thức về việc bố trí giáo viên đứng lớp thay thế cô trương phương hạnh bản thân nhiều cha mẹ cảm thấy không an tâm khi cho con tới trường những động thái trên được đưa ra sau ồn ào khi cô giáo trương phương hạnh có hành vi xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính đồng thời có những lời lẽ không chuẩn mực khi phát ngôn trong một cuộc họp nội bộ nhà trường, cô Trương Phương Hạnh nói tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao lưu. Nữ giáo viên tiếp tục, trên mặt bằng phương câu kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít lắm, họ ăn đằng sóng, nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều lại nói giọng khác, trở mặt còn hơn cả bánh tráng. Mỗi người chủ nhiệm, người ta có nỗi đau khổ của người ta những hành vi trên của cô giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện cô Trương Phương Hạnh bị tạm đình chỉ công tác với thời hạn 55 ngày. Lý do để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Cô Trương Phương Hạnh là giáo viên trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phụ huynh tố xin tiền mua laptop, còn bị tố là bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4A3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trường trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô Hạnh bán đồ ăn uống như là xúc xích, mì gói, nước ngọt ở trong lớp. Hay là có lúc cô mở Youtube, học sinh ngồi dưới làm bài, còn cô thì ngồi trên ăn. Trả lời về vấn đề này, cô Hạnh cho hay, nhà cô ở xa trường nên có những lúc đến trường chưa ăn sáng, vì vậy cô luôn thủ sẵn mấy gói mì để hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn. Cô Hạnh chia sẻ, học sinh thấy vậy cũng lên nói là cô ơi con đói quá, cô nấu cho con gói mì. Một hộp mì và một cây xúc xích là 20.000 đồng, học sinh có tiền thì trả, còn không có thì thôi. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường lúc 6 giờ 30 phút sáng chưa ăn gì thì lúc đó cô trò cùng ăn. Phần đồ ăn là tôi trang bị cho mình, các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn, các con có tiền thì trả cho tôi, còn không thì thôi, có những bạn không có tôi cũng cho. Hiện cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, khối trưởng khối 4 đang bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Lý do là để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét, hướng xử lý kỷ luật. Những ngày qua, việc cô Hạnh xin phụ huynh tiền mua laptop gây xôn xao dư luận.